Vâng, xin chào quý vị và bạn trở lại với channel của mình. Cũng lâu lắm rồi thì chúng ta mới gặp lại nhau. Thì do ảnh hưởng của dịch thì hiện nay thì bây giờ mình cũng bắt đầu mới trở lại với công việc. Thì đây là mẫu chai tông số tự động một cầu. Và đây có thể nói là phiên bản thấp ở trên cái dòng bán tải của chai tông. Hiện nay giá xe thì nó đang là 630 triệu tại đại lý Mitsubishi Bắc Ninh. Và mình cũng đã quay nhiều bán tải rồi, cũng làm nhiều hãng rồi. Tuy nhiên thì phải nói là con Mitsubishi chai tông phiên bản 2020 này thì công nhận là nó đẹp thật. Về ngoại thất thì nếu mà tầm 630 triệu thì con này đúng là ngoại thất rất đẹp. Tất nhiên thì cảm quan thì nó sẽ có theo nhiều cái khía cạnh cảm quan của mỗi người. Tuy nhiên thì với mình thì 630 với từng này chi tiết thì quá ổn rồi. Ok, mình xem nào. Thiết kế Dynamic Seal này, trên Xpander này. Đấy, phía trước này thì như không có cảm biến. Đó. Đèn đây là đèn halogen projector với cả bóng halogen bình thường. Đèn sương mù là đèn halogen đây, xi nhan thì ở dưới này luôn. Thân xe của chiếc Mitsubishi chai tông thì cái mâm ở đây là mâm 17 inch và cái đèn chiếu hậu khá là to, mạ chrome. Mà tuy nhiên thì nó lại để cái xi nhan bé xíu xíu ở thân xe như này. Nó cũng có cái hay và mình cũng hơi thắc mắc một chút là sao không để cái xi nhan ở đoạn này, có phải là rất đẹp không? Hơi tiếc. Đấy, tay nắm mạ chrome này. Trên Ranger phải XLT 6-700 triệu mới có. Đây, một cái hay nữa ở trên con này, nó là cái lót thùng cao su mà đã được trang bị trên phiên bản, chỉ có hơn 600 này thôi. Ở phần đuôi xe thì hiện nay cái đèn ở trên phiên bản này đều là đèn halogen. Và để ý thì cái chi tiết mạ chrome ở trên mẫu xe này khá là nhiều. Tuy nhiên thì xe này cũng không có cảm biến ở phía sau. Đó, tầm giá 600 hay camera lùi cũng chưa được trang bị ở đây. Cái tầm giá 600 thì khó mà trách được. Không có cảm biến này. Mình xem có trợ lực không nào. Ui, nặng, không có trợ lực. Không có thanh trợ lực như trên Y-Track. Nhưng mà nó dày. Bậc cả sau. Cảm quan thì mình thấy con này nó có vẻ hơi thấp hơn Forerunner. Đây, treo sau thì vẫn dùng nhíp. Và không nhầm thì cái phanh sau của cái này là dùng phanh tang trống. Động cơ thì cũng là động cơ dầu. Đây, chúng ta xem qua bảng động cơ dầu 2.4 này. Số tự động 6 cấp. Phanh thì sẽ là phanh đĩa tang trống. Chà, có nhiều cái hay phết. ABS, EBD, Cruise Control, bậc bước. À, giá 630 triệu. Có luôn cả hệ thống âm thanh. Cũng rẻ, cũng hay. Rồi, mình đang ở trong khoang nội thất của chiếc chai tông phiên bản số tự động một cầu. Và cảm quan nhanh so với Ranger XLS thì mình thấy nó không được khỏe. Tức là thiết kế của Xpander thì nó trau chuốt, nó mềm mại hơn so với Ford Ranger. Tất nhiên là chỗ này nó đều là nhựa cứng cả. Và cái khu vực này thì hiện nay thì xe mới họ sẽ chưa lắp đầu CD vào cái mặt táp lô này. Tuy nhiên thì cái điều hòa cơ và cái chỉnh quạt như này thì cá nhân mình đánh giá không cao lắm. Nó không được đẹp như phiên bản XLS 2020. XLS 2020 thì hiện nay thì nó có điều khiển
Tất nhiên là vẫn là khoản cơ, núm xoay, nhưng thiết kế thì cảm quan nó đẹp hơn, nó thẩm mỹ hơn. Và đặc biệt là Forerunner nó có cái màn hình 8 inch. Tuy nhiên thì trên đây nó cũng có cái hay là cái khoang này của nó cần số thì hơi bé, không được khỏe khoắn như ở bên xe Mỹ. Nhưng mà cái bệ thì tay và cái của khoang này để đồ của nó thì cũng rất là rộng. Đây nó to, một gang như này. Mình thấy ổn. Cho một chiếc xe có thể nói là rẻ hơn phiên bản XLS khá là nhiều. Đâu đó phải tầm 30 triệu. Chưa kể khuyến mại nhá. Khuyến mại tùy thời điểm nó có thể còn sâu hơn. Đây đồng hồ thì là đồng hồ cơ. Đồng hồ như này. Ôi, giống Honda thế nhỉ? Nó còn cái núm xoay xoay này. 2020 rồi. Đây trên này thì trên phiên bản này thì chúng ta sẽ có luôn là Cruise Control. Đấy, có cả đây có cả lim luôn này. Điều khiển điều chỉnh âm lượng trên vô lăng. Vô lăng cũng khá đẹp đấy chứ. Hơi bé tí thôi, đa chấu. Đây là phiên bản số tự động. Và cái giá thì cũng khá là mềm, 630. Chưa bao gồm khuyến mại. Cũng hay. Không có chìa khóa thông minh. Cái này là dùng chìa khóa cơ thường thôi. Điều chỉnh gương điện này. Một chạm này. Chắc có vẻ không được trau chuốt lắm. Mấy cái nút bấm này cho phiên bản cao hơn. Thật ra thì mình nhìn cái này nó khá giống bên Toyota này. Đấy. Nút chờ này. Trông nó cũng khá buồn cười. Nội thất ở trên cha tông phiên bản này thì chắc chắn là ghế nỉ rồi. 600 triệu, phần 600 triệu. Trình ghế thì ở đây cũng cũng được. Nhưng mà mình thấy cái trọng tâm và cái ghế này nó hơi thấp. Nếu đi xe bán tải thì cái tầm nhìn ở đây có thể nói là thấp. Đấy, theo đánh giá của mình. Và nhiều chi tiết ở trên này thì cũng có thể nói là gọi là thô, hơi thô, thiết kế hơi thô một chút. Tất nhiên thì được cái này mất cái kia, được ngoại thất thì chịu khó một chút về nội thất, mình thấy là ổn với cái tầm giá ngon như này. Đấy, 600 giá bán hiện nay thì chiếc xe này đang niêm yết ở mức giá là 630 triệu, bao gồm hệ thống âm thanh và thuế VAT. Về hàng ghế thứ hai thì trên phiên bản này thì hàng ghế thứ hai sẽ không có gì cả. Không có cửa gió điều hòa, không có cổng sạc và có thể đây nó không có độ ngả, nhưng tuy nhiên thì cái khoang để phía sau cũng khá là rộng, khoang chở đồ cứu hộ. Mình thấy nó cũng ổn, cũng rộng. Và tuy nhiên thì trong nội thất nó không được trau chuốt như các đối thủ khác. Chi tiết về giá bán, khuyến mại cũng như là tư vấn thêm về sản phẩm cũng như là so sánh với các đối thủ khác thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp tùy theo tỉnh thành qua các hotline đang được đính kèm trên video, và có thể liên hệ hoặc để lại comment trực tiếp phía dưới giúp mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.